Cái này làm mất cười. Chú này em kéo cái trục dao ra cho anh xem. Nó có bộ lục giác không cùng đồng này luôn. Đây, lúc mình đem bánh này vào. Lúc kê cái trục lại. Chắc lại. Đúng rồi, là giữ cái trục lại rồi mình làm lúc mình thay dao gì đó, mình bóp này lên nè. Bỏ dao này. Đó. Để này vào mình xiết ốc thôi. Đây là mấy con bắt dao đây nè. Này là so với dao lại dao lên. Nó lóc lại cái chất luôn. Nguyên cụm nó lên xuống luôn đó. Đúng rồi. Cần biết cái gì lên đây không? Không, không phải đúng không? Dưới trên cái gì có mấy cái nó có hình.